Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay chúng ta sẽ bàn về iPhone 10. iPhone 10 là chiếc smartphone kỷ niệm 10 năm của Apple. Vì thế nên nó cũng là chiếc smartphone hoàn hảo và khác biệt nhất từ trước đến giờ trong các dòng iPhone. Thì có thể nói là điểm thay đổi lớn nhất của iPhone 10 chính là về thiết kế và màn hình của máy. Khi mà các dòng điện thoại hiện nay gần như đã hoàn thiện cao về thiết kế với màn hình cong này, hoặc là thu hẹp các viền màn hình lại, thì iPhone 10 cũng đã lột xác hoàn toàn với màn hình full toàn bộ mặt trước cùng viền bezel rất là mỏng. Và máy sở hữu một màn hình là OLED với tiêu chuẩn Super Retina, mà theo Apple thì màn hình này cải thiện hoàn toàn những nhược điểm của các dòng máy trước đây, cho trải nghiệm xem hình ảnh chất lượng, màu sắc trung thực, màu đen sâu hơn và tiết kiệm pin hơn. Và iPhone 10 thì được công bố với mức giá bán ra từ 999 USD, và hiện tại một đô của chúng ta thì tầm khoảng 22.700 đồng tiền Việt. Thì thôi mình cho nó là 23.000 đồng luôn đi. Thì như vậy thì nhân lên thì mức giá của iPhone 10 thì tầm khoảng 23 triệu. Nhưng mà đó là giá bán ra tại các thị trường nước ngoài hay là Mỹ. Còn ở Việt Nam thì dĩ nhiên không có mức giá tốt như vậy đâu. Và theo một số thông tin thì mức giá khi mà iPhone 10 về sẽ là từ 28 triệu đồng. Con số này có đắt quá không nhỉ? Và với mức chênh lệch này thì so với iPhone 8 hay là iPhone 8 Plus thì chắc là tầm khoảng từ 5 triệu đổ lên. Mà với những gì mà iPhone 10 mang lại thì mình đánh giá Apple đưa ra con số này cũng gọi là hợp lý. Mình nghĩ là họ cũng tính toán rất là nhiều rồi. Với 28 triệu đồng thì với những người rủng rỉnh túi tiền ấy, và họ luôn sẵn sàng để có được một siêu phẩm, thì mình nghĩ đó không là vấn đề gì cả. Nhưng mà với những người dùng thông thường thì sao? Cá nhân mình ban đầu thấy nó hơi cao ấy, nhưng mà giờ xét lại một số chi tiết nhé. Chỉ đắt hơn từ 5 triệu đổ lên với dòng iPhone 8, iPhone 8 Plus, nhưng mà bạn sẽ có nhiều thứ hơn. Đầu tiên chính là sự khác biệt, cầm iPhone 10 ra đường thì không thể nhầm lẫn nó với bất kỳ con iPhone nào cả. Dĩ nhiên cũng sẽ kèm theo đó là sự đẳng cấp, và mình tin là người dùng bất kỳ một chiếc smartphone cao cấp nào cũng sẽ thích cái sự đẳng cấp này. Và màn hình OLED, viền siêu mỏng, chất lượng vượt trội. Về hiệu năng thì iPhone 10 gần như là tương đương với bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Và với iPhone 10 thì bạn sẽ có một công nghệ bảo mật mới, đó chính là Face ID. Và kèm theo đó là tính năng Anybody rất là thú vị. Việc loại bỏ Detect ID cũng đã làm cho cách dùng iPhone 10 trở nên khác biệt với các dòng trước đó luôn. Và camera của máy thì có hỗ trợ chống rung quang học ở cả hai camera, hỗ trợ tốt cho hiệu ứng AR. Như vậy thì với việc đưa nhiều sự khác biệt so với iPhone 8, và mức giá trên lệ thì cũng tầm từ 5 triệu đồng, thì mình nghĩ là con số 28 triệu của iPhone 10 là hợp lý. Thì với những người chưa dùng iPhone 7, thì các bạn có ý định mua một chiếc iPhone cao cấp ấy, thì các bạn có thể nghĩ đến iPhone 8 hay là 8 Plus. Còn nhiều người dùng iPhone 7, 7 Plus rồi, họ đang chờ đợi một chiếc iPhone khác biệt, mạnh mẽ, thì có lẽ iPhone 10 là sự ưu tiên hàng đầu của họ. Và nói chung thì cá nhân mình ở thời điểm hiện tại, mình sẽ không vung số tiền ấy để mua iPhone 10 đâu, vì đơn giản là mình không có đủ tiền và mình vẫn trung thành với con Lumia cổ điển của mình. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy cái mức giá khoảng từ 28 triệu cho một chiếc iPhone 10 nó sẽ như thế nào? Và kể cả những bạn đang xem, nếu các bạn là iPhone thì các bạn có thể chia sẻ chân thành ý kiến của các bạn luôn nhé. Thì mức giá này có thật sự là chát quá không? Và nếu lựa chọn mua một chiếc điện thoại cao cấp thì bạn có lựa chọn mua iPhone 10 hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, và nếu clip hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.